Trước khi nền điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc làm mưa làm gió trên toàn châu Á, thì cũng có một thời gian, những bộ phim thần tượng Đài Loan từng tạo nên những cơn sốt không hề nhỏ đối với thế hệ 8X, 9X. Hiện tại, dù dòng phim này đã thoái trào để nhường chỗ cho phim ngôn tình, nhưng khi nhắc đến những bộ phim dưới đây, chắc hẳn rất nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu vẫn nhớ mãi không quên. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua những bộ phim thần tượng Đài Loan kinh điển, gắn liền với tuổi trẻ và để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả 8X, 9X đời đầu, ngay trong video này nhé! 1. Vườn Sao Băng, 2001. Vào năm 2001, sau khi lên sóng, Vườn Sao Băng đã thiết lập kỷ lục mới về rating đối với phim truyền hình Đài Loan, với số điểm 6,99, được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh nổi tiếng Con Nhà Giàu, được xem là bộ phim đi đầu trong dòng phim thần tượng Đài Loan. Vườn Sao Băng là cái tên gây sốt một thời và oanh tạc khắp các mặt trận. Đây cũng là tác phẩm được nhiều nước remake lại và chưa bao giờ thất bại, trong đó nổi tiếng nhất chắc hẳn là phiên bản Vườn Sao Băng của Hàn Quốc. Thế nhưng, nhiều fan ruột của bộ truyện tranh này đều cho rằng phiên bản Đài Loan vẫn thành công hơn cả. Bộ phim cũng là bệ phóng không nhỏ đưa hàng loạt những cái tên như Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào, Từ Hy Viên một bước thành sao. Nội dung phim xoay quanh bốn chàng trai quậy phá xem thường người khác của nhóm F4 là Đạo Minh Tự do Ngôn Thừa Húc đóng, Hoa Trạch Loại do Châu Du Dân đóng, Mỹ Tắc do Ngô Kiến Hào đóng và Tây Môn Lãng Tử do Chu Hiếu Thiên đóng. Mọi thứ thay đổi cho đến khi Sam Thái do Từ Hy Viên đóng xuất hiện. Cũng từ đây đã mở ra một câu chuyện tình tay ba nhiều phức tạp nhưng cũng vô cùng lôi cuốn, thú vị. Sau khi phim phát sóng, tên tuổi của dàn diễn viên nổi lên như diều gặp gió. Các chàng trai F4 trong phim cũng cùng nhau tạo thành một nhóm nhạc ngoài đời. 2. Huân Y Thảo, 2001. Huân Y Thảo được xem là bộ phim kinh điển của dòng phim thần tượng Đài Loan. Có thể nói, đây cũng chính là bộ phim mở màn cho làn sóng phim thần tượng. Huân Y Thảo bắt đầu từ truyền thuyết Hoa Oải Hương, với câu chuyện tình cổ tích giữa cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh Dĩ Huân do Trần Di Dung đóng với chàng ca sĩ thần tượng điềm đạm, lạnh lùng Tình Xuyên do Hứa Thiệu Dương đóng. Phim được lên sóng vào năm 2001 và đã tạo được tiếng vang lớn, khiến bao cô gái mơ ước trở thành thiếu nữ hoa oải hương và gặp được chàng trai của đời mình như Dĩ Huân gặp Tình Xuyên. Không những thế, ca khúc chủ đề của phim cũng được nhiều người nghêu ngao hát bất cứ ở mọi nơi. Sau hơn 20 năm lên sóng, Huân Y Thảo là bộ phim đã khắc sâu vào tâm trí của các khán giả thế hệ 8X, 9X. 3. Cơ Lốc Tình Yêu, 2003. Bộ phim dài 21 tập xoay quanh cuộc sống như mơ của cô nàng Triệu Gia Lạc, do Từ Nhược Tuyên đóng. Gia Lạc lớn lên trong gia đình giàu có và luôn mơ về một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón cô như trong chuyện cổ tích. Cô được Vạn Bảo Long do Chu Hiếu Thiên đóng thầm thương trộm nhớ, nhưng Gia Lạc chỉ coi Bảo Long như anh trai. Một ngày nọ, Gia Lạc suýt gặp tai nạn giao thông. Cô được Lục Dĩnh Phong do Châu Du Dân đóng, một chàng giám đốc lịch lãm hào hoa cứu thoát. Từ đây cô xem anh như bạch mã hoàng tử của mình. Tuy nhiên, Lục Dĩnh Phong lại một người có thân thế bí ẩn, kèm thêm việc tình địch của Gia Lạc là Tinh Tinh do Hứa Vĩ Luân đóng, lại là con của một trùm xã hội đen, khiến quá trình cơ đồ hoàng tử của Gia Lạc không hề dễ dàng. 4. Thiên Thần Tuyết, 2004. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của chàng chăn ngựa Khỉ Đằng do Tô Dô đóng cùng tiểu thư nhà giàu Tuyết Đồng do Vương Vũ Tiệp đóng. Khoảng cách thân thế khiến tình yêu của cặp nam nữ chính gặp rất nhiều sóng gió. Tuy nội dung có hơi hướng cổ tích và cái kết đau lòng, nhưng bộ phim cũng là một kỷ niệm khó phai trong lòng khán giả. Đặc biệt, khung cảnh mùa đông tuyết bay và nhạc phim da diết chính là những yếu tố làm nên màu sắc riêng biệt cho Thiên Thần Tuyết giữa một rừng phim thần tượng thời bấy giờ. 5. Hoàng Tử Ếch, 2005. Hoàng Tử Ếch đánh dấu một trong những lần hợp tác cực kỳ thành công và ăn ý của Minh Đạo và Trần Kiều Ân. Ngay sau khi lên sóng, phim đã gây được tiếng vang lớn và đưa tên tuổi cặp đôi nam nữ chính phủ sáng khắp châu Á. Phim kể về chuyện tình của cô nàng thôn quê Diệp Thiên Du do Trần Kiều Ân đóng và tổng giám đốc đẹp trai Quân Hạo do Minh Đạo đóng. Trong một lần gặp tai nạn giao thông, Quân Hạo mất đi trí nhớ, anh gặp và được gia đình Thiên Du cứu mang. Nhưng khi Quân Hạo khôi phục trí nhớ lại quên mất Thiên Du, ngay khi bộ phim Hoàng Tử Ếch được phát sóng đã phá kỷ lục rating với 8,05 điểm, vượt mặt rating của Vườn Sao Băng từng thiết lập trước đó. 6. Định Mệnh, 2005. Đây là một bộ phim thần tượng được chuyển thể từ truyện tranh manga Nhật Bản mang tên Ác Quỷ Thật Sự Tồn Tại, được viết bởi Mitsubata Kanahi, ra mắt vào năm 2005. Định Mệnh xoay quanh chàng trai độc đoán, điên loạn, giang mãnh do Hạ Quân Tường đóng và cô gái dễ thương đơn giản, Tề Duyệt do Dương Thừa Lâm đóng. Đây chính là bộ phim đi đầu cho xu hướng với motif yêu nhầm bad boy, mang lại nhiều mới lạ với các cung bậc cảm xúc cho người xem, từ lãng mạn, hài hước đến việc đấu tranh tư tưởng, sự hy sinh để bảo vệ hạnh phúc gia đình. 7. Thơ Ngây, 2005.
Thơ Ngây là một bộ phim truyền hình Đài Loan với sự tham gia của Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng. Phim là phiên bản Đài Loan chuyển thể từ bộ manga Bắt Đầu Từ Một Nụ Hôn của tác giả Tadaka Ozu. Bộ phim nói về chuyện tình ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng khắc cốt ghi tâm giữa Giang Trực Thụ do Trịnh Nguyên Sướng đóng, một chàng học sinh cao 1m80, thông minh nhất trường, vì thế anh lấy đó để kiêu ngạo, và cô nàng Viên Tương Cầm do Lâm Y Thần đóng, ngốc nghếch, hậu đậu, học kém nhưng lại tốt bụng lạc quan. 8. Tình Cờ 2006. Tình Cờ là một bộ phim hài tình cảm Đài Loan với sự tham gia của diễn viên Vương Tâm Lăng và Trương Đống Nương, từng là Mưa Làm Gió trên màn ảnh nhỏ Đài Loan cũng như tại Việt Nam. Phim xoay quanh về câu chuyện tình oan gia giữa một đại minh tinh nổi tiếng khắp châu Á Hà Quần do Trương Đống Lương đóng và cô gái vụng về Thành Hiểu Thi do Vương Tâm Lăng đóng. Tình cờ cả hai họ đụng nhau trên phố. Khi anh chàng ca sĩ Hà Quần đang chạy trốn phóng viên, giữa họ đã bắt đầu câu chuyện tình lãng mạn và vui nhộn. 9. Sợi Dây Chuyền Định Mệnh 2007. Bộ phim Sợi Dây Chuyền Định Mệnh được công chiếu vào 2007 và tạo ra được tiếng vang lớn vì cốt truyện độc đáo, lạ lẫm. Cùng với sự tham gia của ngôi sao Lâm Chí Dĩnh, bộ phim xoay quanh cậu hai của tập đoàn Eshai là Trọng Thiên Kỳ, do Lâm Chí Dĩnh đóng, nổi loạn và độc đoán. Anh gặp một cô gái thông minh, lanh lợi, tự tin và kém cỏi Hạ Chi Tinh, do Juana đóng, để rồi mở ra câu chuyện có thật về hoàng tử và lọ lem. 10. Định Mệnh Anh Yêu Em 2008. Bộ phim chủ yếu kể về câu chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng của cô gái hậu đậu Trần Hân Di, do Trần Kiều Ân đóng. Vì một sự cố đã mang thai sau khi tình một đêm với giám đốc Kỳ Tồn Hy do Nguyễn Kinh Thiên đóng. Sau đó, cả hai đã ký hợp đồng hôn nhân đường ai nấy đi sau khi con chào đời. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Sau thời gian đối diện với nhiều thử thách, chàng giám đốc phát hiện bản thân đã yêu cô nàng hậu đậu Trần Hân Di này. Bộ phim có rating trung bình có tập lên đến 10,91, thậm chí có phân đoạn cao nhất lên tới 13,64, phá vỡ rating của phim Hoàng tử X năm 2005. Đồng thời trở thành bộ phim thần tượng có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình Đài Loan. Thành công chính của bộ phim không chỉ là khí chất của nam chính Nguyễn Kinh Thiên, nữ chính Trần Kiều Ân, mà còn có sự góp mặt của dàn diễn viên phụ như Trần Sở Hà, Bạch Hồng Huệ, Đàm Ngài Chân, Điền Gia Đạt, Trần Bội Kỳ. 11. Bong Bóng Mùa Hè 2010. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Minh Hiểu Khê. Bong Bóng Mùa Hè là bộ phim lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Câu chuyện tình tay ba giữa Hạ Mạt do Từ Hy Viên đóng, chàng trai mồ côi đầy tài hoa Lạc Hy do Huỳnh Hiểu Minh đóng và đại thiếu gia Âu Thần do Hà Nhuận Đông đóng. Sự kết hoàn hảo giữa kịch bản hay, dàn diễn viên với ngoại hình và khả năng diễn xuất tốt, nhạc phim ấn tượng, tất cả đã khiến cho bộ phim này trở thành một trong những phim Đài Loan được xem đi xem lại nhiều nhất. Dù đã gần hai thập kỷ trôi qua, nhưng khi nhắc đến những bộ phim thần tượng Đài Loan từng một thời đình đám ấy, chắc hẳn vẫn khiến nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X ngày ấy phải trầm trồ thốt lên rằng: trời ơi, đã lâu quá rồi, quả là những kỷ niệm không thể nào quên phải không nào?